đầu tiên tham dự một buổi dạ tiệc rất là ấm cúng và rất là ý nghĩa và mang lại rất là nhiều hứng khởi cho những sofa như chúng tôi và cho những thành viên. Nếu như chưa có cơ hội trở thành sofa thì sau cái dạ tiệc này cũng sẽ mang đến cái niềm vui này đến với tất cả mọi người và chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng và mình hiện giờ đang là Sapphire trẻ nhất của Genève Việt Nam, nhưng mình hy vọng rằng mình 26 tuổi rồi, nhưng mình hy vọng là sẽ tương lai sẽ có những Sapphire trẻ hơn mình nữa, và rất là hy vọng được sẽ gặp được rất nhiều các bạn nữa ở trong bữa tiệc Sapphire vào tháng 9 năm nay. Các bạn đừng bỏ lỡ nha. Tôn vinh và tôi rất hào hứng với là cái sự phát triển của Genève nói chung và của chính bản thân tôi, và tôi tin rằng là tôi cùng các bạn sẽ rất phát triển trong cái của thành công bên Sapphire, về thành công của Genève. Incredible Sapphire Nights here. You had to be there to see it. You know, we recognize the top leadership here, what they've achieved and what they are about to achieve going forward. Watch out, Vietnam. Watch out, Genève Global, because Vietnam is ready to pave the way for the future. This is just the beginning, and I invite you all in September when we're holding our next Sapphire Night. We want to triple the amount of people there, and I know we can. We're counting on each one of you here in Vietnam to really make a difference out there and continue to be the torchbearers of the Genève Global brand. Thank you and good night.